về phía các cầu thủ ngày hôm nay với sự có mặt cho đội chính thức gồm có số 6 Hoàng Hải Toàn, số 23 Trần Ngọc Phong, số 7 Phan Trung Tiến, thủ thành mang số 12 Đặng Hoàng Tuấn, đội trưởng mang số 3 Vũ Tiến Lực và cuối cùng là số 10 Nguyễn. Ngày hôm nay thì Văn Minh đã được xếp ra chính ở trận đấu vào tuần trước để thua đội trưởng Tích Biểu với tỷ số 2-5. Nguyễn không đều và dạ trận rất nhanh của Đại Thanh Lương, đá chân trái của anh khi mà Trần Ngọc Thăng đã có tác động với tướng can thiệp vừa rồi. Ngọc Thăng không được còn rất tốt dành cho Ngọc Thăng của Ngọc Thăng. Đây là một sân cầu mà các cầu thủ ngoài đội cần phải Huyền không được. Đó là một còi rất tốt dành cho Đào Thanh Lương. Bao chấp kết quả của trận đấu còn lại ra sao đi nữa giữa anh Vũ Đức và khi còn đang dừng đang thèm chưa đá của Hoàng Hải Toàn, bóng đá không thể vượt qua được Huỳnh Thái Châu xa thủ thành của đối phương vẫn còn dành cho Khánh Khang. Bây giờ thì sẽ là bàn đáp trả đến từ các đội áo xanh. Huyền một không dành cho cầu thủ Khánh Khang. Lúc này thì đấu Văn Minh mới có thể mới ghi bàn thứ bàn. Bây giờ thì anh mới ghi bàn và mở giải thoại cho mình. Mặc dù quá buồn nhưng hơi chậm nhưng không sao cả. Quan trọng lúc này Khánh Khang đã dẫn trước cầu thủ Hà Khang. Đó mới là quan trọng. Và người đã ghi bàn lúc này đó là Đỗ Văn Minh. Người đã có một thắng ở buổi sáng ngoái trong áo của Abdalami. Một pha xử lý đầy tinh tế. Đó là những gì mà các đội anh của trận đấu giữa anh Đức và khu vực đó là gì? Văn Minh rất nguy hiểm. Là rất đẹp của đội Văn Minh. Bóng cũng đá bay người hết cỡ, rất may là bóng đá không đi vào lưới của cầu thủ. Trận đấu ngày hôm nay Đăng Thành họ chỉ cần hòa thôi. Sẽ là kết quả luôn. Đăng Thành họ nếu như ngày này không thắng được không được. Thì bất ngờ đấy xảy ra ở những phút chót. Sai lầm ở vùng giữa sân đã khiến cho cầu thủ áo trắng vào trận đấu thôi. Và mình đã tận dụng tối đa và băng cắt và chuẩn bị tốt và trả bóng cũng rất tinh tế để đánh bại được Hoàng Tuấn. Đây Vĩ Lượng và quá người đây nỗ lực của Vĩ Lượng nhìn bóng lại cho hết được hình ảnh rồi. Đủ đáng tiếc dành cho các người Khánh Khang khi mà vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai. Thời đó này thì của chính các đền của Khánh Khang thì Huỳnh Thái Châu đã làm khá tốt và tạo ra những rất hay, xoay sở nhanh, vẫn còn bóng đã được gọi trong tay của Hoàng Tuấn rồi, rất tốt vừa rồi đã thuộc về Thanh Tâm. Thứ hai, thủ đồ chuyền bóng cho Ngọc Thăng, thủ đồ chuyền bóng cho Ngọc Thăng. Đây sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ Hà Khang. Rất nguy hiểm. Không về. Văn Tuấn. Văn Tuấn. Văn Tuấn dành cho trận đấu này. Ba cú đá liên tiếp và phải về kể đến cú đá thứ tư thì mới có thể thành công với pha lập công của Phan Trung Tiến. Một đều. Họ thắng mang lại rất nhiều hy vọng cho Hà Khang. Chúng ta đã thấy họ vui sướng như thế nào khi mà đã có bàn thắng gỡ hòa. Tấm phòng ngự của các đội Khánh Khang đã chơi có phần thiếu tập trung. Ở đó quên đi pha trung tiến có thai và không có cầu thủ nào thay kèm trên chỗ này. Chóng quá lớn và anh đã thoải mái đi. Đằng sau ngoài thì đã thi đấu trong áo của ở dưới tầm cao vị FC. Cũng đã rất thành công. Rất hay. Ngọc Thăng. Và pha xử lý kỹ thuật được bóng về góc xa của Thăng. Bóng đã đi hơi cao. Phản công dành cho các đội Hà Khang.
sân 2. Phần cứu bảng. Và cướp! Goal! 2-1. 2-1 sẽ cho anh trai lúc này và người lập công là Trần Ngọc Sang. Sau khi ghi bàn thì Ngọc Sang đã hướng đến khối kỹ thuật của đội bóng mình và cầm lên chiếc số 2 của Vinh Quang, người đã có 5 bàn thắng và đã bị chấn thương vào tuần trước và không thể thi đấu mùa giải năm nay. Anh đã phải nói lời chia tay rồi. Đó là Vinh Quang của đội bóng số 2, người đã có được 5 bàn thắng cho Đăng Khang ở mùa giải năm nay. Một tinh thần rất đồng đội. Chiếc số 2 đã được đưa lên và ông kỳ V7 có lẽ như đã bắt được người này vừa rồi. Người này rất cảm động. Đã cố đấu của Phần Đường. Rất có thể sẽ là đã được rút ra dành cho số 10, tạo ra khoảng cách an toàn. Và bài người rất đẹp mắt của Châu Hùng Thái Châu. Đá ngay, rất nguy hiểm. Tuấn đã rời thận trọng với pha giải nguy an toàn. Phần Minh Văn Côn Châu Mưu. Văn Đường là người đã trả ngược vào trong. Khi đó thì Thành Lương đã bị ngã rồi và chưa thể đứng lên và hỗ trợ rất nhanh. Văn Đường. Câu hỏi đây rồi. Không được. Xuất sắc. Pha bằng ra chính xác của Tuấn. Pha bật trung lộ rất có nét của đội bóng xanh. Vẫn đòi dạy cho các đội cánh càng. Giữ được. Và cải thiện tuyến tay của Phong Bắc. Và sẽ đi an toàn. Tỷ số Văn Đăng là 2-1 dành cho Gia Lai. Phong Bắc. Nếu như thành công từ đội bóng này, và thắng tiếp theo thì nó sẽ là dấu chấm hết dành cho các đội cánh càng. Và Hiệu. Rất nguy hiểm. Chúng tôi thì Trương Đình Quang đã có thể trả bóng ở Kỳ Lý Gần. Ông đã vượt qua sự kiểm soát và tâm với của Huỳnh Thái Trồng. Rất may là được chuyển hơi mạnh. Hai, Văn Đường. Không được. Thì đã quá hiện của đội mình phía Khánh Khang. Đường thi đấu cho Khánh Khang ở mùa giải này. Cũng đang cực kỳ thất bại. Và lúc này thì họ đang bị dẫn. Và chúng ta là bàn thắng cơ hội hết đời cho Văn Đường thi đấu cho Khánh Khang ở mùa giải này. Cũng đang cực kỳ thất bại. Và lúc này thì họ đang bị dẫn. Và chúng ta là bàn thắng cơ hội hết đời cho các đội Khánh Khang. Cũng đã bất ngờ. Chúng ta có thể nói là cực kỳ bất ngờ. Phiến trò cũng phải đúng tròn chân. Chúng ta cùng cần phải theo dõi là chúng này. Xác định được cầu thủ nào đã ghi bàn. Chắc chắn một điều là họ sẽ đứng ngay lúc thua. Giải quyết tỷ số 3-2 dành cho Khánh Khang. Đó là Văn Minh. Bây giờ thì anh mới tỏa sáng đúng không? Đúng là khoảnh khắc của những ngôi sao. Chỉ có những ngôi sao mới có thể tạo ra những điều kỳ diệu như vậy. 3-2. 3-2 dành cho Cao Hùng Khánh Khang khi mà thời gian của trận đấu không còn. Thời gian bù giờ của 3 phút bù giờ đã hết. Khánh Khang đá ngược dòng lúc này với tỷ số 3-2. Nếu như để thua thì Hàng Khang sẽ nói lời chia tay. Đối điểm dành cho Cao Hùng Khánh Khang. Và họ sẽ chờ kết quả nguy hiểm. Bao nhiêu thời chung kết đã kết thúc và thời gian đã hết rồi. Ba đều là tỷ số chung cuộc trận đấu này. Huỳnh Thái Châu đã tiến nối 8 điểm. Khánh Khang đã nói lời chia tay. Trong khi đó thì Hà Khang với 3 thắng ở những phút giây cuối cùng 9 điểm. Và họ sẽ chờ đợi kết quả trận đấu tiếp theo này để xác định lý thuyết mình không dành cho Hà Khang. Một trận cầu điên rồ. Một trận đấu có thể nói là quá điên rồ ở cuộc so tài này giữa Hà Khang và Khánh Khang. Hai đội đã có màn so tài hấp dẫn và dồn được số cực kỳ hòa một. Tưởng chừng như là Khánh Khang sẽ giành được một trận cầu điên rồ. Một trận đấu có thể nói là quá điên rồ ở cuộc so tài này giữa Hà Khang và Khánh Khang.
hai đội đã có màn so tài hấp dẫn và dồn điểm số cực kỳ hòa một. Tưởng chừng như Khánh Khang sẽ giành được 3 điểm, nhưng ở những giây bù giờ cuối cùng thì đội áo trắng đã tận dụng tối đa và thủ tiến đã là cú đúp với pha không chuyển vào đầu của mình. Đội trưởng áo vừa xuất phát được số hòa 3 điều. Từ đây thì... Fraser Sport, giữ bản sắc, tròn đam mê.